Dương Mịch bị bóc nhan sắc thật qua ảnh 0% Photoshop khiến netizen vỡ mộng. Nhan sắc của Dương Mịch bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán khi loạt ảnh dự sự kiện cũ của cô nàng bị đào lại. Chủ đề những bức ảnh không qua chỉnh sửa của mỹ nhân hoa ngữ luôn thu hút sự quan tâm rất lớn từ phía người hâm mộ. Nhiều mỹ nhân quá lạm dụng Photoshop, hình ảnh trên mạng xã hội luôn lung linh ảo diệu. Vậy nhưng khi ảnh do team qua đường chụp vội được tung ra, chân tình ngã ngửa vì nhan sắc không hề như mơ của các bên tình. Trang Sohu ngày 25 tháng 3 có một bài viết nhận được sự quan tâm của netizen với dòng tiết ảnh 0% Photoshop của Dương Mịch được chia sẻ khắp mọi nơi, cư dân mạng bình luận sụp đổ rồi. Những khung hình chụp cận cảnh nhan sắc nữ diễn viên tam sinh tam thế khiến bao người vỡ mộng vì lộ vô số khuyết điểm. Ảnh team qua đường tiết lộ nhan sắc Dương Mịch đang xuống phong độ tới nhường nào, gương mặt cứng đờ, làn da chảy xệ, xuất hiện nếp nhăn quanh vùng miệng. Người đẹp họ Dương quả thực không đẹp hoàn hảo như tưởng tượng. Trong sự kiện này, các fan cũng nhận ra Dương Mịch tăng cân không ít. Không chỉ vậy, các fan còn soi ra được làn da bóng dầu, phần cổ nổi gân, gần lộ dấu hiệu lão hóa rõ rệt, càng khiến visual của Dương Mịch trở nên già nua kém sắc. Trong khi đó, những bức ảnh là lượt bằng Photoshop lại khiến công chúng ấn tượng với vẻ đẹp tươi trẻ, dịu dàng và tràn đầy sức sống. Ekip và fan cứng của Dương Mịch luôn chỉnh sửa, xóa mờ khuyết điểm của nữ diễn viên, biến những bức ảnh càng khác xa so với nhan sắc thực tế. Khi nhìn lại những tấm hình này, không ít netizen cho rằng Dương Mịch chỉ cần rời xa Photoshop là bão tố. Không chỉ bị mỉa mai nhan sắc trước và sau khi chỉnh ảnh khác xa, Dương Mịch còn không ít lần vướng nghi vấn giao kéo. Được mệnh danh là nữ hoàng cổ trang của phim Hoa ngữ, Dương Mịch giờ đây sở hữu gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, chiếc cằm thon gọn được nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, nếu so sánh với những bức ảnh cách đây khoảng hơn chục năm khi Dương Mịch mới bước vào nghề, chắc hẳn khán giả sẽ phải bất ngờ vì sự khác biệt khá lớn. Thời điểm năm 2004, khi mới tham gia phim Thần Điêu Đại Hiệp, Dương Mịch khiến khán giả chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp, dáng vẻ lanh lợi trong vai Quách Tương. Tuy nhiên, cô lại để lộ khuyết điểm là quai hàm bạnh to kém duyên dáng. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, Dương Mịch xuất hiện với gương mặt thon gọn vi lai hơn hẳn. Vì thế, từng có nhiều người nghi ngờ rằng nữ diễn viên đã phẫu thuật thẩm mỹ. Để giải đáp điều này, trong một buổi phỏng vấn, Dương Mịch thẳng thắn phủ nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ hay gọt hàm để mặt nhỏ lại. Thay vào đó, cô cho biết bản thân đã nhổ 4 chiếc răng hàm, sau đó gương mặt tự nhiên nhỏ đi và thon gọn lại. Câu trả lời của Dương Mịch dường như vẫn chưa đủ sức thuyết phục được một số dân mạng. Mới đây, một nữ blogger nổi tiếng chuyên phân tích gương mặt đã đăng một đoạn video bình luận về nhan sắc của Dương Mịch. Thay vì nói lời ẩn ý như một số chuyên gia thẩm mỹ khác, cô thẳng thắn bày tỏ thái độ không tin lời giải thích nhổ răng làm nhỏ mặt của nữ diễn viên. Cụ thể, khi nghe đến chuyện này, nữ blogger đã bật cười trào phúng và bình luận: "Đi xem thử đi, nếu tác động của việc nhổ răng lớn đến vậy thì chúng ta cũng nhổ một cái đi." Nữ chuyên gia phân tích gương mặt này quả quyết: "Tôi nghĩ chắc chắn cô ấy đã phẫu thuật gọt xương góc hàm dưới và đẩy xương gò má, đồng thời có thể phẫu thuật lấy mỡ má, vì hai ca phẫu thuật này là gần nhau. Phần dưới của cô ấy cho thấy cảm giác có đường cong và khuôn mặt trở nên sắc nét ngay lập tức." Trên thực tế, blogger này rất chắc chắn Dương Mịch đã thực hiện phẫu thuật gọt xương góc hàm, chủ yếu là vì nhan sắc của Dương Mịch đã thay đổi thất thường trong những năm gần đây. Không ít lần cư dân mạng nhận ra cơ mặt của Dương Mịch bị chảy xệ, điều này thường xảy ra do nguyên nhân di chuyển xương quai hàm. Trước đó, cũng có nhiều blogger và bác sĩ thẩm mỹ cho rằng khuôn mặt Dương Mịch đi xuống là do di chuyển xương quai hàm. Xương quai hàm chính là bức tường chịu lực của mặt người. Khi di chuyển sẽ tác động đến các hướng của cơ mặt, các mô mỡ và mô mềm của khuôn mặt bị chảy xuống và xẹp đi sẽ là xu hướng tất yếu qua thời gian. Bất chấp những điều kể trên, nhiều fan vẫn tin rằng Dương Mịch đẹp tự nhiên mà chẳng hề giao kéo. Dẫu sao cô nàng cũng là tượng đài về nhan sắc và được ví là một trong những mỹ nhân không tuổi của làng giải trí Hoa ngữ.